con không có giữ tiền, con nói rồi. Mà nếu khi... mà giữ tiền, con nói gì ba nghe, cộng đồng nói, con không buồn cộng đồng. Đó là con dao hai lưỡi, con biết. Năm nay con hai thứ tóc rồi, cháu ngoại, cháu nội rồi. Nhưng mà cái người hàng xóm của dì ba tại sao phải làm như vậy? Vâng, trong thời gian qua thì có nhiều người đã cho rằng là chị Thúy thì gian lận trong cái việc bán cua. Tuy nhiên thì hôm nay thì mọi người cân thì mới thấy là nhiều bịch cua 5kg chỉ còn có 4kg 8, 4kg 9, thậm chí là chỉ có 4kg 7 thôi. Chứng tỏ là cái lượng cua nó đã có hao hụt trong cái việc vận chuyển. Nên cái số tiền cuối cùng thu về thì nó sẽ bị thâm hụt. Tuy nhiên là nhiều người không hiểu vấn đề này thì lại cho rằng là cô Thúy là người đã gian lận cái số tiền này của dì ba. Chính vì vậy mà dì Thúy cũng không còn muốn giữ tiền bán cua cho dì ba nữa. Đáng lẽ là hôm nay dì Thúy cũng không ra đây để bán cua, nhưng mà do nhiều người khuyên dì Thúy và vận động dì Thúy ra giúp dì ba tiếp, nên dì Thúy cũng tiếp tục ra để ủng hộ cho dì ba, giúp cho dì ba. Tuy nhiên thì cái tiếng xấu mà nhiều người đã đồn thổi thì gây ức chế cho dì Thúy rất nhiều. Thật ra thì chị Thúy cũng rất là nghị lực khi mà vượt qua những cái dư luận như vậy để phụ bán cua cho dì ba đến ngày hôm nay. Bốn cái chín luôn nha, ghi 5kg này nè.
chín tiếng, 125 kg này, còn đây cái này còn 5 kg. Và thì thấp quá trời luôn, vậy mà hỏi sao mà không thiếu tiền được, cho nên cứ nói trong nhà thì tính lời nhiều mà ra cuối cùng lời ít, thì cho nên hỏi tiền đi đâu thì đây. Hôm nay thì có rất nhiều người đợi sẵn ở đây để mua cua. Tuy nhiên hôm nay thì chị Thúy không có giữ tiền nên bây giờ cua cũng chưa được bán. Vì bán mà không có người giữ tiền thì cũng không thể bán được. Đăng cho mấy người đặt trước cái gì? Thật ra thì dì Thúy thì giúp dì Ba rất là trong sáng. Tuy nhiên thì có quá nhiều lời đồn thổi trong thời gian qua, nghĩ này nghĩ nọ, khiến cho dì Thúy rất là ức chế suốt thời gian dài. Dì Thúy cũng đưa cho nhiều người giữ tiền nhưng mà một số người xung quanh dì Ba cũng không dám giữ tiền. Chính vì vậy mà hôm nay thì có rất nhiều người đợi sẵn ở đây nhưng mà vẫn chưa mua được cua. Tại vì bây giờ cũng không có ai thu tiền, cũng không có ai hối tiền lại cho mọi người hết. Tất cả đang chờ dì Ba ra để giải quyết vấn đề này. Khá là đông người đợi sẵn nhưng mà cua thì vẫn chưa thể bán được. Đây là một sự xáo trộn bất ngờ tại cái mâm cua dì Ba. Hiện tại thì mâm cua đang bán cho những người đặt hàng trước. Còn khách mà mua trực tiếp thì hiện giờ vẫn chưa có. Vâng, bây giờ thì mâm cua bắt đầu bán rồi. Vâng, bây giờ là 12 giờ rưỡi thì dì Ba đã ra mâm. Khoan đợi cho em. Cái số 1 hồi này đợi dì Ba đâu nha. Có 10.000 luôn. Số 2. Thôi vậy thì cái số chị đi không phải là dì Ba không tin tí. Dì Ba nghĩ giờ muốn cho nó thoải mái đi, đừng có ai mà chửi, đừng có ai nói nữa. Thì giờ dì Ba muốn nhận tiền lợi đó, để cho nó thoải mái, đừng có ai nghi ngờ nữa, là vậy đó. Chứ không phải là dì Ba nghi. Riêng dì Ba rất tin tưởng tuyệt đối. Cũng như dì Ba thấy tội nghiệp quá đi. Rồi dì Ba muốn cũng như là bây giờ muốn cho nó xong chuyện đi, chứ để dì bắt công người này nó qua cái nó lợi gì chị nó, thấy không? Mà chị cũng muốn giúp dì Ba thôi. Nói vậy thôi chứ còn nói giúp gì dì Ba, dì Ba cũng biết ơn nó chứ đâu phải là gì. Dì đâu có nói xấu nó cái gì. Dì Ba trong lòng dì Ba nghĩ sao là nói vậy, trong khi mình cũng tội nghiệp cho nó. Dì Ba thấy nó khóc hoài. Mà một lần nó khóc dì Ba cũng khóc luôn. Đó vậy đó. Dì Ba thấy gì thấy là như thế nào dì Ba? Thì thấy đùa tốt chứ đâu có gì đâu. Những người mà người ta đặt điều người ta nói xấu gì thấy cái đó là mình không biết. Rồi bởi vậy bây giờ thì ba cũng như là dì Ba ý của dì Ba Cân là như vậy nè, cũng như dì Ba Cân để cho chính xác thôi, nó có sơ sót cái gì rồi, thấy không, để biết cái hao hụt, người ta biết cái hao hụt như thế nào. Đừng có nói nó nữa, đừng nó xấu nó nữa, là vậy đó. Dì Ba nói mọi người đừng có nói xấu.
xấu gì Thúy nữa. Ba cũng hiểu chuyện mà trong bạn bữa thì lời bữa là thì nó đúng ra cái câu nói lời hay là lỗ gì cái đó là bình thường thôi, cái bữa thì lời ít bữa lời nhiều tùy theo cái ngày mình bán được thì mình lời nhiều, còn bán không được mình lời ít. Chứ gói đâu mình nghi ngờ ta không dạ dạ đứa nào quá đó ba biết ba tơn đụng đó, nếu mà không nhờ thì cũng Thảo thì ba đâu có bán mua được ngày nay đắt như vậy. Cái gì quay qua cái sự tình cảm là vậy đó. Nhưng mà lỡ sau này thấy mà không phụ ba thì ba có thấy buồn không? À nó không phụ thì do buồn thôi chứ cái gì đâu. Có thấy khó khăn trong việc buôn bán không? Thì cũng như thí dụ giờ có tụi nó phụ gì ba thì bà gì ba đỡ, còn nếu mà không có tụi thì phụ gì ba thì ra gì ba cực cực chút thôi, bấm bán một mâm thôi đúng không? Ừ. Bán mâm nhỏ ngày cua xưa cua chị ơi, hôm nay cua hết ngon con ơi, ai hết cua vậy mà còn có mấy con này nè. Ủa ơi, gì ba có cua hả? Gì ba tiếc ha, hết cua ngon rồi con ơi. Bây giờ con cua nó rất ngon. Ngày mai có cua hai da không vậy bạn? Ngày mai có cua hai da. Ừ. Hỏi họ nói mày. Ngày mai cũng có cua anh thôi. Hôm chị này đến đặt cua hai da, tức là cua cốm á. Hôm nay dì ba cũng rất là buồn, khi mà dì Thúy cũng buồn. Dì ba thì cho họ là cái cua này mình trả lại cua. Tại vì mang cái tiếng vậy cái bắt đầu hả, cái nó dị nghị nó nữa. Dì thẳng thà là vậy đi, như mình bán lấy tiền rồi mình đem về thì trả tiền cua thôi chứ không có cần gì nữa. Mấy khổ ghê. Sao không? Một ngày hôm qua tới nay dì ba buồn không? Con này được vô trong rồi. Dì ba đang khá là buồn. Chanh còn nhiều không ba? Nó mới mua hả? Còn mới mua bịch luôn dì ba. Vì ngày mai cũng mua. Bịch đã nhiều đủ không? Đủ dư. Thôi đi dẹp cái này vô dì ba. Để ấy thì vô căn cứ bắt đó. Vâng, đây là một cái số liệu mà hàng ngày đều thống kê lại sau cái buổi bán này mọi người. Đây, ví dụ như là tiền chanh, tiền cua ốp trả lại, đổi cua ốp. Rồi dì ba bớt tiền cho người quen. Rồi số cua chưa bán được nữa. Đây, một ngày lên đến một buổi bán như vậy, lên đến 1,5 triệu ạ. Nhưng mà nhiều người trong nhà dì ba lại cứ tưởng là ví dụ như mang ra 30kg cua thì phải mang về 21 triệu chẳng hạn, ví dụ vậy, ví dụ như 700 ngàn một ký thì là phải mang về 21 triệu chẳng hạn. Thì đôi khi ấy, là những cái số tiền này thì mọi người lại không tính vào. Nên nhiều người cứ tưởng là cô Thúy lại ăn gian rồi ăn bớt này nọ, rất là oan uổng cho cô Thúy. Đây mọi người có thể thấy là một buổi bán cua như thế này thì có đến 1,5 triệu tiền thiệt hại. Đây. Nhưng mà những cái khoản này thì không được những cái người khác tính vào. Và mọi người cũng không có trừ đi cái phần mà bị hao hụt khi mà vận chuyển cua. Rồi cua mất nước, rất là nhiều thứ. Vâng, tôi làm cái này để mọi người hiểu. Đó, dì ba hiểu chứ, để nhắc với mấy người trong nhà hay là ai đó, ví dụ người ta thắc mắc thì người ta sẽ coi clip này, người ta sẽ hiểu luôn. Đó, chưa giờ họ hiểu lầm gì Thúy. Cái này là tiền để giảm nè. Cái này 40 triệu mà. Ờ, thì con coi trung hình nè. Cái này là con bàn giao lại cho dì ba ha. Bàn giao hết cho dì ba rồi đó. Cảm ơn dì ba.
con chỉ giữ lại cái tiền thối thôi, rồi để dành ngày mai mình thối. Sau khi mà thống kê xong thì mình có cái này gà thì tính là bán tiền nước thì thấy nhiều. Mỗi ngày tiền mua kẻ ra bán thu cái được 41 triệu 150 ngàn. Ở trong cái việc này là chắc các bạn mình nó chắc hiểu làm như thế thôi. Mỗi ngày thì kiếm tiền ra thì cũng có bữa lời lời ít, có bữa thời lời nhiều, hoặc nói tiếng không có lời thì không có. Chị Thúy là nói chứ là nó thường hôm trước tới giờ này Thúy rất là thương người ba, lúc nào cũng muốn giúp đỡ cho ba hết, nhưng mà các bạn hiểu làm thì Thúy là giữ tiền rồi giấu kiếm tiền của chị ba, mấy bạn nghĩ là sai rồi là tội nghiệp thấy lắm. Các bạn đã hiểu lầm thấy đó. Thấy thương thì ba cái gì thấy cũng giúp đỡ thì ba hết á. Cảm ơn cô Bảy. Chị Bảy cũng mong là các bạn đừng hiểu lầm thế nữa nha. Thấy buồn, thấy khóc qua nay luôn á, tội nghiệp thấy lắm. Con không có địa chỉ, con thương chị ba giống như mẹ con thôi. Con nói thẳng với chị ba nghe, anh này anh giấu tên, anh không nói. Đây là cái bằng chứng của con nè. Các bạn YouTube thấy không? Cô hàng xóm này muốn hại Thúy chứ không có tốt gì đâu. Vậy bạn thấy không? Con không có nói, đừng có chụp tên nha con. Giấu tên nha. Rồi thì cách vô cái ảnh. Rồi quay cái YouTube luôn nè. Đó là ở bên nước ngoài đó. Nhiều lắm, con không có cho coi, con chỉ cho dì ba coi như vậy để dì ba hiểu chứ không không có bị cái chuyện ra con nói. Bây giờ á nếu con biết gì cũng phải nói lên những câu mà vậy đó, như thế nào mà những người ta nói xấu con á là cũng phải đưa lên chứ dì ba thì nó đúng ra không biết có chuyện gì đó mà ôi. Chính vì con nói dì ba nghe từ trong một tuần lễ nay, con nói dì ba nghe con biết chứ mà 7 9 7 con không nói con nghe, con rất con cũng buồn 7 lắm con nói thiệt. Con có tánh con thẳng thắn, ai cho con cái gì ví dụ cái giấu, con không giấu là không giấu, con vẫn chia sẻ cho mọi người cái chuyện nó, con thẳng thắn lắm. Chị ba đi ra, chị ba nói không bữa lợt có 2 triệu mấy con buồn lắm. Nó thì tại sao con buồn? Là vì để chị ba trả nợ, con rất là buồn. Không trả nợ nổi, con buồn lắm. Trời ơi, ráng quá trời. Con nói là con ra đây luôn, ráng phấn đấu để mà trả nợ chị ba. Suốt cuộc đời này là dư một món tiền để chị ba dưỡng già. Con hứa quyết tâm như vậy. Mà giờ phút này để con vậy, con rất là buồn. Thôi dì ba cũng xin lỗi con. Những người nào mà nói cũng như nói quan cho con thì dì ba phải nếu mà mấy con mà có ghi được mấy cái tút mà lên nước ngoài hay là ở đây Việt Nam gì đó thì con nói lợi giùm dì ba đi. Bây giờ dì ba nói làm sao con nói, chính bản thân nói chẳng. Bây giờ á dì ba nói con nghe, những lúc mà dì ba bán buôn hồi lúc mà dì ba mới ra bán đó, bán buôn mà một mình đó thì dì ba cũng nhờ trước đó làm thảo là sao rồi như thế nào, lúc đó là nó ủng hộ cho dì ba là dì ba bán mới được tới ngày nay, rồi sau nữa là tới con với con Bảy ra ủng hộ cho dì ba. Mà cái lòng thương nó con để trong bụng con đây nè, tâm con để trong tâm con. Thôi con cũng đừng buồn đi. Giờ á con nếu có thương dì ba thì con gian giúp dì ba nữa á. Giúp như thế nào, con không có giữ tiền. Con nói giúp rồi. Mà chứ nếu khi mà giữ tiền. Con nói dì ba nghe, cộng đồng nói con không buồn, con không buồn cộng đồng. Đó là con dao hai lưỡi con biết. Năm nay con hai thứ tóc rồi, cháu ngoại cháu nội rồi. Nhưng mà cái người hàng xóm của dì ba tại sao phải làm như vậy? Người ta quay cái clip về cho con coi, con rất là buồn. Tại sao quay phải làm như vậy? Đến nỗi cái que cua thôi 200 cà lao cũng nói lên đây là que cua cho dì Bảy với Thuy. Đâu có nên nói như vậy dì ba thấy không? Đâu phải con thèm ăn một miếng que cua đó. Con nói thiệt, con bữa dì ba ế, con nói thiệt, con kêu con bé con cầm 2 triệu ra mua cua cho dì ba đi. Con nói thiệt á, đối với con 2 triệu á nó không lớn, nhưng mà đối cái đồng tiền con làm mỗi ngày không mua sinh, con xài tiền rất là căn bản. 2 triệu đó là con đi được 20 ngày, ngày chợ của con có thẳng luôn. Nó thẳng gì đây con giờ dì ba xin lỗi con, không biết người nào mà sống hổm miệng vậy đó dì ba thì không biết. Cái này là người người trong
trong cuộc luôn là người đã phụ dì ba. Trong ba người đó con không biết tên. Cái người nào dùng cái sổ sách nè, từ bây giờ con không muốn mà dùng cái sổ sách đó, con nói trước nha. Con chỉ yêu cầu dì ba, hôm nay dì ba đi chợ có toa là bao nhiêu tiền, con chỉ nắm vậy thôi. Rồi dì ba đưa cho con là các khoản, hôm nay đi chợ là 45 triệu đây, con thấy ví dụ vậy. Thì con bán được thí dụ 50 triệu thì con đưa dì ba 45. Chi phí ở nhà dì ba nè. Tắt đây tắt. Đừng nghe nói gì ba. Chi phí ở nhà hả? Dì ba nói á, có bữa dì ba mướn một người 200 đúng không? Có bữa mướn 150, con cho đổ đầu là 200, bữa nào cua nhiều. Ba người đã 600, rồi dưỡng 10 có bữa 250. Ai vậy?